Các bạn, trên tay mình hiện tại là một chiếc Suve Pro 5 các bạn nhé. Đây là một chiếc máy live view mà mình vừa mua được các bạn. Bên mình thì điện thoại siêu rẻ đúng không các bạn? Nhưng bây giờ sắp tới mình bán cả máy tính siêu rẻ các bạn nhé. Đây là một chiếc Suve Pro 5 hàng live view full box và đầy đủ sạc nhé. Và nó có hỗ trợ 4G phiên bản i5 RAM 4GB của 128. Các bạn biết mình bán bao nhiêu? Mình đang ghi được giá này các bạn. 4.650.000 nhá. Mình bán Suve rất là rẻ luôn. Pro 5 i5 có LTE giá chỉ 4.650.000 thôi các bạn nhá. Ngoài ra mình có rất là nhiều loại Suve khác cũ, ví dụ như là Suve Go mình bán với mức giá chỉ hơn 1 triệu thôi. Suve 3 mình bán mức giá chỉ tầm loanh quanh 1 triệu thôi. Có nghĩa là chỉ 900 đến 1 triệu đến 1 triệu 2 thôi các bạn nhé. Còn Suve Pro 3, Pro 4, Pro 5, Pro 6, Pro 7 mình cũng rất là nhiều, giá rất ưu đãi. Mình vừa bán một con Suve 7 với giá có hơn 6 triệu. Chưa kịp làm clip cho bạn, khách hàng đã qua lấy luôn rồi các bạn. Các bạn vào đây nhá, mình sẽ mở hộp chiếc máy này ra cho các bạn xem, máy với giá hơn 4 triệu là sẽ ok nhà nhé. Đây các bạn ở đây là một chiếc hộp xịn nhá, không phải là chiếc hộp vào đóng thêm đâu. Các bạn có nhìn thấy nhá, ở đây chúng ta sẽ có series bơ trùng hộp này. Đây là phiên bản đặc biệt, phiên bản có hỗ trợ thêm 4G, có nghĩa là các bạn cắm 4G vào và các bạn đi khắp nơi các bạn có thể kết nối được mạng. Các bạn nhìn thấy không? Đây là có i5 cuối năm của Suve 5, nó là thế thứ 7 các bạn nhé, 7300. Còn đây chúng ta sẽ có RAM là 4GB, bộ trong 128GB nhé. Model của sản phẩm này sẽ là 1807 này. Đó, các bạn nhìn thấy không? Thông tin của nó đây là hàng xuất Nhật các bạn nhá. Chúng ta sẽ có cả tên là nó không ghi thứ hệ thứ mấy nhưng chỉ ghi là Suve Pro nhá. Các bạn thấy Bluetooth sẽ là 4.1 này. Rồi phiên bản nó ra mắt cũng tầm năm 2017 các bạn ạ. Đó, mình sẽ mở ra cho bạn xem nhé. Đây, ngày xưa các bạn mua mới sản phẩm này nó phải tầm 30 triệu. Đó, phải tầm 2 đến 30 triệu. Đến bây giờ chúng ta mua Pro 10 rồi tầm đấy. Đây các bạn nhìn nhá, rất đẹp này. Chúng ta sẽ có bộ sạc xịn đấy nhá. Đây là sạc xịn của nó là 45W. Sạc xịn của nó là 45W thôi nhá. Đây, máy đây các bạn này. Đó, máy rất đẹp các bạn nhá. Các bạn nhìn nhá, rất đẹp nhá. Máy này là máy live lưu lướt rất đẹp này. Đó, các bạn có nhìn thấy này. Đó. Chúng ta sẽ có phiên bản này là phiên bản hỗ trợ được khai SIM các bạn nhìn thấy nhá. Ở đây chúng ta sau lưng chúng ta sẽ có này. Đó, sẽ có chỗ lắp thẻ nhớ và chúng ta sẽ lắp thân SIM. Đây chúng ta chọc ở đây chúng ta lắp thân SIM nhá, nano SIM. Ở đây chúng ta sẽ có phiên bản 1807i hộp nhá, số series ở đây 128GB này. Đó, máy này rất đẹp các bạn ạ. Đó, hàng live lưu full box. Giá lại còn rẻ nữa, bên mình bán mức giá chiếc máy này chỉ có hơn 4 triệu thôi, quá là hời. Bạn nào muốn mua Suve các bạn có thể tìm hiểu bên mình. Sắp tới website mình sẽ lên rất là nhiều, mình đang lên dần rồi các bạn nhé. Mình sẽ bán từ Suve 3, có nghĩa là con máy rẻ tiền nhất ấy, là hơn 1 triệu một tí. Còn đến Suve Go cũng chỉ hơn 1 triệu thôi, chúng ta đủ tính năng thì chúng ta dùng, chúng ta có thể điều khiển máy khác từ xa qua TV hoặc là qua Google Remote được. Đó là những cái sản phẩm đấy là mình hướng với những khách hàng như vậy. Hoặc là các bạn có thể mua về cài phần mềm cho các bạn cho các con học ấy thì cũng được, bởi vì mức giá nó quá là rẻ. Đấy, về đập phá thoải mái hỏng đi mua cái khác. Có hơn 1 triệu một con thôi các bạn nhé. Sắp tới mình về câu mình sẽ làm clip luôn. Còn bây giờ mình chỉ về những máy cao cấp một chút, ví dụ như là Pro 4, Pro 5, Pro 6, Pro 7 thôi. Đó. 4 thì mình có con rẻ nhất là con chip M3, mình bán mức giá là 2.950.000 các bạn nhé. Giá trên là đã bao gồm sạc rồi. Giá trên là các bạn đã bao gồm sạc rồi. Các bạn mua kèm thêm bàn phím thì bàn phím Bluetooth mới thì giá chỉ 500.000 thôi. Còn bàn phím zin thì khoảng 900.000 các bạn nhé. Đó. Chiếc máy này mình vừa để hết pin được các bạn ạ, để mình đẹp quá mình cất vào trong hộp luôn, mình chưa sạc. Hình như mình vẫn còn để nguyên tiếng Nhật đấy. Bây giờ mình sẽ thử cài lại con này đã nhé. Để mua hẳn sản phẩm bên mình Suve này thì các bạn có thể báo sai mình MM trên VN, hoặc các bạn nhắn tin số Zalo mình là 0888888641 nhé. Hoặc xem trực tiếp thì các bạn qua 170 Lạch Tray nhá. Bên 170 Lạch Tray mình đang rất là nhiều hàng luôn.